Xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến cái hành trình cuối cùng của Lon. Đây sẽ là tập cuối luôn. Chắc chắn là vậy đấy. Có thể tập này nó hơi dài, tùy theo cái cách chơi của mình thôi. Nhưng mà mình chắc chắn đây sẽ là tập cuối. Xong tập này chúng ta sẽ chơi phần DLC Shadow Pro của RE8. Thôi, không nói nhiều nữa, vô luôn nhé. Tới đây rồi đây. Không biết tại sao tập trước lại bị lỗi âm thanh, nói quá trời nói mà cái mic nó là không ghi lại. Wow, mọi người thấy cái địa hình này là biết chúng ta sắp chiến với ai rồi đúng không? Ê, cái này chắc mình phải lấy cái kia ra. Chắc là hết gặp mấy con kia rồi. Ấm ấm công suất cao. Ôi còn tới 10 bình xịt. Như xếp nhiệt chậm mồi. Yên tâm ha. Số 5. Hai máu, ba máu. Ok, lên được. Đây có gì để lấy không? Phế tích không có.待ちわびていたぞ、ルーキー。はあ、あの娘を助けに行くのか。お前らしい。なんとも甘っちょろい判断だ。生きてここを通れるとでも考えていたか。思ったとおり、浅はかな奴だ。お前には誰も救えん。誰一人な。黙れクレオさん。 あんな奴らと組んだところで何も変えられない。目的は何だ？政府への復讐か？そんなこと誰も望んでない。復讐？俺がこんなことをしている理由が復讐のためだと違うとでも言うのか？俺はあの密林で天の啓示を得た。この世界で何よりも重要なものは純粋で圧倒的な 力だとな。教団もそれを与えてくれる。昔から嫌な奴だったが、少なくとも以前のあんたは誇りを持ち合わせてた。今じゃこのざまか。思い出話はここまでだ。始めよう、最後の教練だ。
Dạ. Lại kiểu mới trò để tiện ra. Học nhá. Trời, kiểu trò để tiện ra nè. Tốn mất mình máu đây. Có xuất hiện ở đây không? Máu 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 máu. Dao nhỏ. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Làm hư hết nửa bộ giáp rồi. Chuẩn bị đánh lén nữa đúng không? のフィールドだ。まともには戦えない。油断したな。chữ trò hạ luôn nè. Đánh thì không đánh, đỡ tò mấy trò đánh lén. Đi qua đây đây. Tính làm ăn rối lên nữa. Ý đó làm sao chúng ta qua được đây? Xanh nó nhìn ở trên không nhìn ở dưới. Wow. Có đặt bảy gói bị viết gì đây không? Một máu, hai máu, ba máu. Mất ba máu ở gì nó không. Đây có một sót chứ không nào. Đây. Rồi.
không có gì hết. Chiến luôn. Mấu chốt việc thằng này là đừng có đứng gần bờ vực. Ngắm cái này ta. Đó đầu bự mình lên. Trời ơi, dính rồi. Mình đi con, con đi. Con đi con. ハズだぞ。何度も何度もな。そんな覚悟では欲しいものは手に入れられん。俺とお前の 覚悟の違いを分からせてやろう、ルーキー。さあ終わらせようか、この狂乱を。これが生体の力だ。地に落ちたな、クラウザ。
lén nhà con. Ây da, nếu chỉ nói sòng chó thì rồi bà máu đi. Chó này nó hiền quá. Nhìn thế mấy sọt quên nửa trời nó luôn. Chưa súc sanh má phải làm mắt nâm ra mới diệt được nó, rồi cả chục viên mắt nâm mới diệt được nó. Giờ lấy đồ thôi. Mấy lần trước cái tiết kiệm đạn này diệt nó mãi giờ mới qua, nó ăn được nguyên viên, trời ăn hết hơn chục viên nó mới chịu chết.
Kinh. Có máu gì đây không? Hao máu hơi nhiều. Cũng còn hai bình. Gửi ơn bình vô kho đi. Không đủ chế. Tôi có con dao. Có con dao gắm trên tường. Đâu ta? Gửi bớt con này vô kho. Rồi, ra đi. Chương 15. Tìm đường lên đỉnh tháp. Sắp qua đảo rồi, qua đảo lẹ đi. Wow. Trong game đấy, mục tiêu chúng ta là tới đó. Ashley, bỏ hết mấy cái kia rồi. Có ống nhắm ở nhà rồi. Ơi, ok. Welcome. Đi, yêu kiến thuốc xịt đây, tài nguyên đây. Hồi nãy mình tính mình cái lần nó không qua được nữa, mình sẽ dùng cái này để cho nó nếm mùi lợi hại, gửi ông đập lưng ông. Nó chơi trò hạ lưu thì đừng trách mình vô sĩ. Đấy, 7 bình thuốc. Ống ngắm công suất cao. Không biết còn có xài cái ống cảm biến sinh học không. Dạy lấy cái luôn đi. Rương mình giờ còn nhiều chỗ mà. Mình nhớ hình như còn một đoạn nữa. Gặp mấy con vĩ Regenerator chứ chưa hết đâu. Máu 7 bình máu chắc đủ gì chừng cuối rồi, yên tâm.
Đấy, chỗ tham đấy, dẫn người đó đi. Xuống đứng lên chi cái thằng từ từ bọn này ra liên tục vậy. Ôi được bằng xăng rồi. Ừ, lấm đồ chứ, chả làm gì. Ừ, có bơm đạn cũng lâu nó leo nữa. Mày, Split City. Tốn máu rồi. Mình có máu mà chưa lấy được. Thì đấy. Đấy bắn đi. Để cho ông làm cái gì đấy. Không có mua đi tinh gọi chấp thăng hỗ trợ ở đây chúng ta sẽ tốn khá là nhiều. Chứ họ xanh họ đỏ các kiểu chế đại một nung 5 viên. Ok. Ơi.
lỗi game này. Đi. Yeah.
này. Tiếp này. Im cái nào. Nào bấm 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 đạn cái gì còn mấy máu cho lạnh. Chưa không còn ấy á, bắn thấu á.
Mày. Nó chưa. Sót nhiều đạn lắm. Chơi chế độ này mà ghi gấp thì chết. Yeah.
Bằng bìa mặt đá. Kenan Sattler. Dòng họ Sattler này. Có giờ nó là đặc kiểu rồi. Đứng đầu giáo phái tại. Truyền từ đời này qua đời khác luôn ghê. Mang trưởng ngoài kia. Đây sạch nha, bên này chút lấy sao. Ồ, mình nhớ đồ này rồi, ghê lắm. Gắn gắn nhờm tầm nhiệt vô, may quá vẫn đem theo. Một con nhờm là cũng cổ cũng này này. Bữa này được rồi. Ôi này có ra. Mangrove. Quên cái vụ này nữa. Biến thành con Iron Maiden luôn. Xong rồi. Nghe tự nhiên. Hào máu thì ngay trên đầu mà không. Bắt đầu nó hình thành kháng cự với là sức nhiệt độ thấp rồi. Lúc đầu thì dùng nhiệt độ thấp để mà để đóng cho nó rơi vào trạng thái ngủ đông. Bây giờ tụi nó bắt đầu nó hình thành kháng cự rồi. Không đủ. Không cần tiền, ta đang cần cái đạn súng trường. Súng chế ngày, chế ngày, chế ngày.
bao nào. Ở đây mấy cái bao này không có nha. Trong này có này. Nó đụng vô nó. Tiền không? Nhanh 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 nhanh. Cái bước kia rồi. Nhanh 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 nhanh. Mình đang kéo không kịp. Ish, phải rồi. Đúng điện. Đừng có đụng vô cái bao của nó. Chết chưa? Nó lại biến thành con Iron Maiden nữa. Chưa chết. Chết à. Cái hào máu phải. Chết tụi tao luôn. Tưởng ngõm nó cho luôn rồi, mỗi lần thấy công này là hay mừng. Tài liệu thật lũng gì đây không? Không có tài liệu gì luôn mà.
Sử giáp đi. Rồi, tăng tốc độ tấn công. Ngay mát dao luôn. Ông này cũng không bán thuốc súng đi. Không bán thuốc súng là ngon rồi. Xúc kinh không được chế luôn. Xong luôn. Rồi, lưu đi, lưu. Ok, đi tiếp. Đây. Đây này. À không, bên này. Mỗi lần đặt mấy con Regenerator nó giống. Nó làm mình hơi hoảng. Nhất là trong mấy cái trường hợp mà nó. Gì đây? Chưa chết mày. Cái gì đấy? Mày có lại đây không? Thằng quỷ đầu heo này phải có lựu đạn ngay. Chết một con chó. Nó hết chút gì, sắp kinh quá, mắc nửa quá. Giờ còn bán mấy này làm gì nữa đâu. Đâu còn gì để mua nữa. Wow.
xuống trường. Chết được gì luôn. Ngoài máy. Đang giữ hết sạch. Dùng nước cây mắt nung luôn. Hết sạch đạn dược luôn rồi. Tôi cũng có dược. Xung đạn dược cho anh chiến. Phải gì? Đây có thằng chó kìa. Lại nó nữa đấy. Chết chưa? Chết. Đây. Mấy đầu heo này làm tốn hết mấy viên mắt nâng quanh.
súng tài nguyên. Giờ nó mới cho là đóng đồ. Đây hết chưa? Đạn sọc lên đi. Rồi hết. Cũng chả lúc luôn, rộng lắm. Chạy luôn, chạy luôn. Bây giờ thánh địa quên nhớ を受け入れるだけでいい。そう、彼女のように。サドラ、今こそ時至れり。この子羊は我らと契約を交わした。彼に祝福を、そして彼らに深き憐れみを、皆に歓喜を、いざかくあるまし。 Cố lên, cố lên.
Leon cũng đang bị ảnh hưởng. Nhìn nào, sắp tới cuối game rồi. Không cho đi nhanh. Đang gặp ảo giác do bị cái con ký sinh trùng ảnh hưởng. Cả hai đều đuối hết rồi. Lại ảo giác. Nghe được tiếng tim đập luôn, mọi người nghe được không? Nghe được tiếng tim đập luôn rồi đấy. アシュリー。アシュリー。ここよ。もうダメかと思った。平気だ。まさか君が。ええ。私がやったの。立てそう？ けたのはこの道を通れば外に出られるかも。ねえ、私うまくやれてる？<笑>このままじゃ俺は失業だ。<笑>今こうして生きていられるのはルイスのおかげね。ああ、ああ見えて
Xong. Rốt cuộc cũng đã thoát được cái con ký sinh trùng đó, không còn lo sợ bị nó ấy được. Mái cổ lỗ sĩ lắm rồi. Đạn xuống tiểu liên. Cái phương pháp mà dùng cái tia bức xạ này gì cái là nó vẫn có nguy hiểm nhất định nha, chứ không phải không nguy hiểm đâu. Có lùi đứng được Dream Team rồi cũng trong mơ chi nhánh ở châu Âu rồi, và lùi còn làm ở trong Umbrella đấy. Động cơ của sách lơ chắc là ghi chép của Louis. Hậu phách. Ai ra chứ ai. Lấy hết một vật rồi. Ok. Ở đây à email nè. Người gửi AW là Ada Wong đó. Email bằng bia vách đá. Để đọc rồi. Ok. Chắc là ở đây hết rồi. Cái gì đây? Thuốc xịt sơ cứu. Thôi, tính là bỏ sót. Chụp. Ok, con dê hết rồi. Phòng thí nghiệm lui hết rồi. Giờ đạn dược đang thiếu thốn. Máu thì nhiều mà đạn dược. Để coi vòng vòng đây còn gì. Đợi anh chút xíu. Đợi anh chút xíu em ơi. Bên này không được. Cái gì? Ok. Anh lên đi.
Nhanh. Thế nào ta mong đã. Nghe quen là nghe khen là quá nhai. Nè, thái chô là đồ. Dễ cô chô đã. Lấy được con ký sinh trùng ra là anh phải rồi. Được lắm gì được luôn. Chỉ dùng để bán. Rồi. Đạn súng trường. Tài nguyên ok. Chế đạn mất 5 ngay. Không rủ. Thiếu thuốc súng nhiều lắm. Chưa đủ. Sự gọi là leo. Tất cả các lệnh ông nano hít. Dai dọn bê kana. Na, tất cả. A mi ete, kuê nai ông nada kra. Yok chịt đơn đơn. Chị sao? Rớt của anh mà sao anh không hiểu? Cẩn thận nha. Nó hòa lẫn như là cái này luôn, không nhìn ra. Ăn cái máu đi cho lạnh. Chết thôi mày. Thuộc súng Illuminados trường cuối. Thứ 15. Số 15 là đời thứ 15 chăng? Di chuyển Illuminados. Vậy là thằng Osmund Sattler là con cháu đời thứ 15 của dòng họ Sattler. Thật tự khởi nguồn Adam Sattler. Adam Sattler chắc là người đầu tiên của dòng họ Sattler để tìm thấy mấy con ký sinh trùng Rat Laga. Okay, đây đã xong. Từ từ nha. What? Rút súng đủ chế chưa? Cũng chưa đủ chế mắc nấm. Rồi, chuẩn bị xuống đánh boss. Yeah. Tỏi vàng. Mà bây giờ mình đâu còn gì để nâng cấp nữa đâu. Đây hết sạch rồi. Vô luôn game cái.
Bút súng. Trời, đừng cho tiền nữa, không còn tiền. Tiền bạc luôn hết rồi. Welcome. 何から始める？どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。Nhà bán hết. Đấy. Có cho máu không? Đấy, máu này. Ok. Sửa giáp. Rồi. Rồi. やっとけよかったなんて悔やむことになったらバカらしい。何言わんピトロ。バービン。ロー。はい。かくにしようね。Đem hết máu ra. Đẩy, đẩy máu đã chưa? Lumen Win. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 máu luôn, thấy tích chữ ghê không? Thấy tích chữ ghê không? Thôi ăn cái này cho nó đầy luôn. Đấy. Đánh chùm thôi. Đây còn gì để lấy nữa không? Cái đá kìa. Ada. Ore o obiki dasu ki ka? À rồi, vô. そこにいろ。すぐ戻る。わかった。エイダ！Lúc này bắn một cửa lớn. Xuống. Xuống.
いじゃん。都打个满了。cho mình lên luôn.No. Còn cái gì nữa đâu? Mắt nhung chưa đủ.Chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Anh rất tiếc. Là em ngâm bán cái này đi. Vậy thì chọn nhân. Nhiều quá bố. Dùng biện pháp mạnh luôn. Thấy rồi em ơi. Tôi vô góc này chi vậy? さすがね、レオ。ルイスとの約束なの。安心して、悪いようにはしない。迎えよ。乗ってく？わかってるんだろう。ここでお別れだ。そうね。
じゃあまたね、レオ。レオ！あの人は？さあな。だけど、どうして彼女が…急ごう、島が吹っ飛ぶ。吹っ飛ぶ？38 giây nhớ nhớ nhanh 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 không có thời gian đâu. Nhanh lên nhanh lên lên. Kiyo nukura.死んだからな。こいつらも終わりだ。なるほど。悪くない。絶叫マシンは。大好き。そりゃよかった。Làm gì anh quên Wow 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 Đấy, cảm giác mạnh của em đấy.Hết thay đường luôn nhanh nhanh Thì chạy nữa thôi, tụi tóm Chắc được, chắc được, chắc được, thôi, ok Tiếp Hết kìa Đại dọc, nhưng mà すごかった任務完了よね任務は君を無事に返すまでだ助けてくれてありがとうこっちこそねえ私のガードを続ける気はないもちろんあなたさえよければなんだけど必要ないさもう自分を守れるだろナイフの使い方はいまいちだけどねさあ、うちへ帰ろう。コンドル1、こちら HQ、聞こえる？応答して。もう、この通信機壊れてるの？レオンってば、あなたたち無事なんでしょうね。今どこなの？まったくもう。Thank you.
繋いで。アンバーを手に入れたわ。よくやった。一つ聞かせて。これで何をするつもり？余計な詮索は不要だ。これだけ覚えておけ。新しい時代が始まる。役人を犠牲にし、ただ一人が生き残る世界。俺がその世界を加速させる。そう、数百万の犠牲者が出るわね。数十億だ。聞けてよかったわ。進路を変えて、今すぐ。À, như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần chơi New Game Cộng rồi. Rất cảm ơn mọi người đã đi cùng mình hết phần chơi New Game Cộng này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video khác của kênh. Vậy ha, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like và share video. Bye bye.